Hôm nay mình sẽ chứng minh con gái thông minh hơn con trai. What? Xe đạp có mấy bánh? Có tất cả bao nhiêu loại xe trong game? Sao mà đó được? Cá heo hồng màu gì? Tổ tiên của cá mập tên gì? Sao mà đó được? Chú bán cá ở đâu? Có tất cả bao nhiêu NPC trong game? Sao mà đó được? Sao mà đó được? Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Baby. Nope. Các bạn ơi, mình vừa phát hiện một cái điều rất là thú vị luôn mọi người. Ok, nhưng trước khi khám phá cái điều thú vị đó thì chúng ta cũng sẽ là sắp sửa được cập nhật cái phiên bản mới 1.52 nha mọi người ơi. Đó, mùa Noel chuẩn bị tới là các bạn. Và chúng ta sẽ xem là cái phiên bản mới có những gì nha. Nope. Rồi, đầu tiên là cái thêm hệ thống Event Home. Thêm nút Event Home giúp các bạn có thể là tìm hiểu về các sự kiện đang diễn ra một cách dễ dàng hơn. Và cái nút nó nằm phía bên tay phải, phía trên màn hình. Rồi, và mình không biết cái nút đó hình thù như thế nào luôn. Nãy nhập hình không có ghi cho chúng ta thấy. Ok, và chúng ta sẽ đợi vào ngày mai. Và tiếp theo là cái sự kiện mới này các bạn ơi. Sự kiện nạp năng lượng mang tên khi cần nạp năng lượng thì phải làm sao. Nói chung cái sự kiện này có rất là nhiều nhiệm vụ để cho chúng ta là làm nhiệm vụ và nhận năng lượng nha mọi người. Và kèm theo đó là nhận kim cương và tiền sao. Đó, mỗi nhiệm vụ thì nó sẽ cho chúng ta tùy là 10 năng lượng hoặc 20 năng lượng nha các bạn. Đó, và chúng ta sẽ tích lũy dần dần. Ví dụ là cái hộp đầu tiên là sẽ có là 200 năng lượng. Đó, hộp thứ tư mở khó là cần 400 năng lượng nha các bạn. Đấy, và hộp thứ sáu đó, và cái hộp cuối cùng là 1000 năng lượng nha các bạn. Và chúng ta sẽ nhận cái phần thưởng là xịn nhất. Và đây là cái giao diện Event Home của chúng ta nha các bạn. Đó, và các bạn có thể nhìn phía bên tay trái thì nó sẽ hiện danh sách các sự kiện event cho chúng ta để dễ nắm bắt hơn nha mọi người. Ok, và cái tiếp theo thì chúng ta sẽ là cập nhật thêm cái trò chơi mới tên là băng qua đường ray nha các bạn ơi. Đấy, một cái trò giống như cái trò mini game ở trong cái trò chơi các bạn. Đấy, rồi ok. Và kèm với đó thêm là cái bảng xếp hạng trò chơi. Đấy, bình thường là chúng ta sẽ vào cái trong máy chơi game và chúng ta xem cái bảng xếp hạng. Bây giờ thì nó có thêm cái nội thất là xem bảng xếp hạng ở trực tiếp ở ngoài luôn nha mọi người. Và tương ứng với mỗi trò chơi thì nó sẽ có một cái nội thất bảng xếp hạng riêng nữa. Đó, rất là tiện luôn. Chúng ta không cần phải mà vào trong cái game để check cái bảng xếp hạng và xem trực tiếp ở ngoài luôn nha mọi người. Ok, mình thấy cái này khá là hay. Nó rất là tiện luôn nha các bạn ơi. Đấy, mỗi lần mà muốn kiểm tra cái bảng xếp hạng có ai mà top 1 hay không thì chúng ta cũng phải là vô game để chơi mới biết nha mọi người. Rồi, lần này thì chúng ta sẽ là xem trực tiếp ở ngoài luôn. Rồi, ok. Và một cái cập nhật tiếp theo đó chính là thêm các nhạc cụ mới. Đó, cái nhạc cụ đó tên là gối đệm đánh rắm nha mọi người. U là trời rồi, thêm nhạc cụ gì mà không thêm, thêm cái đánh rắm nha các bạn. Rồi, mà mình hy vọng là có thêm các loại nhạc cụ khác nữa. Đấy, và thêm các âm thanh nữa. Ok, không chỉ có riêng cái đánh rắm đâu nha mọi người. Và đây là một số tính năng thay đổi nhỏ. Đó, ví dụ là thêm các quà mới nè. Đấy, thêm giao diện mới. Ok, và chỉnh sửa một số lỗi nhỏ. Nói chung bản cập nhật này chỉ là bản cập nhật nhỏ thôi nha mọi người. Đó, chưa phải là bản cập nhật lớn đâu. Và cái thời gian cập nhật là chính là vào ngày mai 30 tháng 11 đó, vào lúc 6 giờ 30 đến 11 giờ. Đó là chúng ta sẽ bắt đầu cập nhật phiên bản mới. Và các bạn xem video thì nhớ cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình đạt 15k sớm sức nha mọi người. Rồi, và cái kênh của mình cũng sắp đạt 15k sớm rồi các bạn. Và một cái đặc biệt hôm nay mình vừa phát hiện ra đó chính là chúng ta có thể là tái chế được đồ ăn nha các bạn. Rồi, các bạn nghe không lầm đâu. Rồi, ok đây các bạn ơi. Và mình không biết đây là cái lỗi hay là một cái tính năng mới nữa các bạn ơi. Đó, nhưng mà tái chế được, nhưng mà nó không cho mầm. U là trời. Trời ơi, tôi tưởng tái chế được ra mầm chứ mọi người. Đó, tí ra không cho mầm nha các bạn. Đó, tưởng mà tái chế ra mầm thì tôi chế tạo ra 100 cái món súp. Đó, thề hồ mà tái chế nhận kim cương nha các bạn. Quá là xịn luôn. Rồi, ok, cho 1000 mầm đi. U là trời rồi, không mầm nha các bạn. Rồi, và ngày mai thì chúng ta sẽ kết thúc cái sự kiện lễ tạ ơn này. Các bạn nào mà chưa làm nhiệm vụ hoặc là nhận các phần quà trong cái sự kiện thì hãy mau mau vào game làm đi nha. Thì trước khi kết thúc cái sự kiện lễ tạ ơn này thì mình sẽ là test nhân phẩm. Nhưng mà mình sẽ là test nhân phẩm với cái một cái nick phụ level 1 của mình nha mọi người. Rồi, và các bạn nào xem cái video trước của mình, mình có thử solo với cái arc level 1 và cái arc level 20 này của mình. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại cái chủ đề đó. Đó, để mình trả thù nha các bạn ơi. Đấy, hôm trước thì thua cái arc level 1 rồi. Và mình thua với cái tỷ số rất là đậm luôn. Hình như mình nhớ không lầm là hình như là 13-2, 13-4 nha các bạn ơi. Rồi, ok.
Nhưng trước khi solo thì mình sẽ là mở cái hộp trong cái coupon nha các bạn ơi. Đó, hôm qua mình có nhận cái code của cái sự kiện như là cược tỷ số mùa World Cup đó các bạn ơi. Đó, giữa cái trận mà Argentina và cái trận gì đó mình quên rồi các bạn. Đó, mình nhận cái phần quà code là cái hộp tiền sao nè và một cái hộp bóc thăm vịt. Ok, u là trời 1000 tiền sao nha các bạn. Cái gì đây? U là trời rồi, bé viên đá quý nha các bạn. Và ngày hôm nay thì có một cái thay đổi tí xíu, thì mình sẽ là chuyển qua cái nhà hộp giấy để mở nha mọi người. Hôm trước thì mình có dùng cái căn biệt thự 700 kim cương để mình mở hộp solo rồi, nhưng mà kết cục thì thua nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đổ qua cái nhà giấy này cho giống như cái nick phụ của mình luôn. Đó, nói chung là hai nhà mở là đều dùng hộp giấy nha các bạn. Đó, để xem là có xui như hôm trước hay không. Ok, và mình sẽ là solo mở mỗi nick là 50 hộp bốc thăm. Đó, bốc thăm hộp bí nha các bạn ơi. Đấy, sự kiện lễ tạ ơn. Rồi ok, và số điểm sẽ tính như sau. Ai mà mở ra kim cương hoặc là cái nón trong cái sự kiện thì sẽ là cộng 1 điểm nha mọi người. Đó, còn mà mở ra đồ ăn, ví dụ là bàn ghế thì cũng không tính nha các bạn ơi. Chỉ tính là kim cương với các nón trong cái sự kiện thôi. Đó, mà ai mà mở ra thì sẽ được cộng 1 điểm nha. Và cái nick level 20 của mình thì nằm phía bên tay trái của các bạn, và cái nick level 1 thì nó sẽ nằm bên tay phải của các bạn nha. Và mình sẽ mở là tốc độ nha các bạn ơi, tại là 50 hộp luôn mọi người. Đó, nên mình sẽ là mở tốc độ luôn, không có chần chừ gì hết các bạn ơi. Đó, nói chung là bên nào mở là kim cương hoặc là nón thì sẽ là cầm 1 điểm nha các bạn. Và cái tỷ số hiện thời là 1 đều nha mọi người. Ok, để xem là kết thúc cái video mở hộp này thì ai sẽ là người chiến thắng nha các bạn. Đó, không biết thì hôm nay cái nick level 20 của mình có trẻ thù được hay không đây. Ok, và thấy cái tỷ số hôm nay làm thấy nó hơi ngừng ngược tí xíu các bạn. Hôm trước thì cái nick phụ của mình đã chiến thắng rồi. Không biết là hôm nay cái nick chính của mình sau khi đổi nhà thì nó có hơn hay không nha các bạn. Nhưng mà mình thấy là hơi khé là hơn đó các bạn ơi. Ồ, tỷ số cái nick chính của mình là 4-1 rồi mọi người ơi. Wow, hình như là mình đã thay đổi phong thủy rồi các bạn. Đó, chuyển qua nhà hộp giấy thì phong thủy của nó khác bọt đi liền nha mọi người. Và các bạn có biết tin gì không, hiện tại cái nick chính của mình là chưa có cái nón phớt nha mọi người. Chỉ có là cái băng đô đùi ghè với cái băng đô lát phong thôi nha các bạn ơi, khá là đen luôn. Không biết thì hôm nay mở hộp có nhận được cái nón phớt đó hay không. Tại là hôm nay là ngày cuối cùng rồi mọi người ơi. Rồi, còn mong ra cái nón phớt nha các bạn. Ok, wow, ra cái nón phớt mọi người ơi. Đúng là cầu được ứng thấy nha các bạn. Rồi, nhân phẩm hôm nay khá là hơn luôn nha mọi người. Và tỷ số cái cuộc solo là chính là 12-8 hay không 13-8 nha các bạn. Đó, và cái nick chính của mình đã giành chiến thắng nha mọi người. Còn đây là cái nick phụ của mình đã mở hộp. Đó, tuy là thua nhưng mà mở ra được 6 cái nón nha các bạn. Đó, nói chung là mở nón nhiều hơn cái nick chính. Đấy, chủ yếu là thua cái mở kim cương thôi mọi người. Còn cái này là mở nick chính nè các bạn. Đó, được 3 cái nón nha.
Wow, chủ yếu là cái nick này mở kim cương thôi. Nếu mà tính nhân phẩm thì cái nick phụ kia hơn nha các bạn. Không sao, mình đã mở ra cái nón này thì khá là ok là mọi người. Đấy, nói chung là vui rồi. Tưởng không ra nữa thì rất là buồn luôn nha các bạn ơi. Tại là hôm nay là cái ngày cuối cùng của cái sự kiện rồi. Đó, và mình có tổng cộng là 11 cái chiếc nón trong cái sự kiện lễ tạ ơn nha các bạn ơi. Đó, và một cái nón phớt duy nhất thôi. Đấy, còn lại là băng đô đùi gà với cái băng đô lá phong không à. Rồi, và cái video của mình đây cũng đã kết thúc rồi các bạn. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.